Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tham gia cộng đồng Địa Tạng. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dặn dò cứu độ nhân thiên. Phẩm thứ 13. Đức Phật giáo phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói những sự khác chẳng thể nghĩ bàn của ông, trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng thể hết đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, bác khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng, tám bộ chúng đây. Một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải bị đọa vào các ác đạo, dầu là chừng một ngày, một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải đọa lạc vào địa ngục vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác. Thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thối thắt. Còn nhưng duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn muôn ức hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem chúng sanh, trời, người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời, người cùng các thiện nam, thiện nữ nào chồng ít chút căn lành trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mảnh trần, hộp cát, giọt nước, thời ông nên dùng đạo lực của ông buộc họ, người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thối thắt. Lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào các ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sinh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời này, đời sau chúng nhân thiên, nay ta ăn cần bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát tôn chỉ. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Trong đời sau, nếu có những thiện nam cùng kẻ nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là kẻ các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ thối chuyển. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Phật Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ, cho đến tất cả hàng trời rồng,
Nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng, cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai, nói lược việc ấy cho. 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng người nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn, món uống, y phục, vật báo mà bố thí, cúng dường, ngợi khen, chiêm ngưỡng, thời kẻ ấy được 28 điều lợi sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hộ niệm. 2. Quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thắt đạo bồ đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Khỏi những tai nạn về lửa và nước. 8. Không có bị hại vì trộm cướp. 9. Người khác thấy đến sanh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái của hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Hoặc làm bậc vua chúa. 16. Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước. 17. Có mong cầu chi cũng được tội ý. 18. Quyến thuộc an vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Các nghiệp và ác đạo đều trừ hẳn. 21. Đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết nếu có tội thề được khỏi khổ. 24. Nếu về đời trước có phước, thời được thọ sanh về cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh ngợi khen. 26. Căn tánh lành, lợi thông minh. 27. Giàu lòng từ mẫn. 28. Rốt ráo thành Phật. 7 điều lợi. Lại vậy nữa, này Hư Không Tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chim lợi, thời sẽ đặng 7 điều lợi ích. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất bồ đề. 5. Bổn lực được tăng trưởng. 6. Việc đời trước đều rõ biết. 7. Rốt ráo thành Phật. Đại hội tán thán. Bây giờ Bất Khả Thuyết, tất cả các chư Phật và Đại Bồ Tát cùng 8 bộ chúng trời rồng ở 10 phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bài sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, điều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đao lệ rưới hoa, vô lượng hương hoa, thiên y chuỗi ngọc để cùng cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lui ra. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So ha ha.